Hello, xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị em, bà con, cô bác trên mọi miền Tổ quốc nha. Kênh máy xây dựng Quang Ri đã quay trở lại với tất cả bà con, cô bác đây. Đấy, và sẵn lòng luôn luôn phục vụ quý khách quý mình đến tận chân giường nha. Quý khách hàng mình có nhu cầu đến dòng sản phẩm nào thì alo vào số hotline em ghim trên màn hình nha. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay lên kênh xả banh nóc rất nhiều cái dòng sản phẩm. Đấy, cho quý bà con của bác mình từ điện từ máy xây dựng đến đồ gia dụng hàng ngũ kim đấy rất nhiều nhá. Đấy, quý vị bà con của bác nào cứ từ từ xem kênh rồi sẽ có những cái sản phẩm ưng ý để sử dụng cho gia đình mình. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể mình cho các quý bà này, lên cho toàn thể một quý bà một cái mà rất chi là đầu bếp luôn đấy, một cái mẫu sản phẩm là cái máy, cái bình bình này là bình xay tiêu nhá. Mình có thể đựng tiêu vào đây trong bình này và mình xoay là nó sẽ ra nhá, là sẽ ra tiêu đấy. Mình xoay như này nhá, mình xoay như này là nó sẽ ra tiêu. Khi mình xoay là mình cho nó như này, là mình xoay là nó sẽ ra tiêu cho em nhá. Ok chưa? Thì một bình như này và có cái nắp đậy này đấy, khi mình xoay ấy, mình muốn mà vặn vào trực tiếp vào cái tô, các nhà hàng ấy là bán phở ấy, họ sử dụng rất là nhiều. Đây là mình để như này, xay tiêu ai thích ra như nào thì họ tự vặn vào rất là ok luôn. Gia đình cũng thế, một tô mì tôm hay là một tô phở gì đấy, tô bún bắp bún gì đấy thì quá tuyệt vời luôn nha. Thì một cái sản phẩm như này em đang sale với giá chỉ có 20k thôi đấy, 20k một lọ như này quý vị nhá. Đấy, đây là một cái dòng sản phẩm rất chi là tiền dùng cho tất cả toàn thể quý vị bà con của bác mình, từ gia đình hay là quán xá gì cũng cần sử dụng đến nó. Rồi đây là cái dòng sản phẩm đầu tiên, và cái sản phẩm thứ hai đấy là cái lọ một cái vắt cam đấy, bằng xài bằng inox. Cái vắt cam này là xài bằng inox nhá, nó và chất liệu của nó là inox kem này. Ok chưa? Một cái tủ vắt cam bằng inox quá tuyệt vời, vắt cam bằng tay bằng cơ nhá. Đấy, với giá chỉ có là 60.000 thôi quý vị ạ. À, 60.000 đấy, 60.000. Còn anh nào ăn muốn xay sinh tố này, đấy, xay sinh tố này thì ở đây, đây là cái sản phẩm xay sinh tố xài pin đấy. Khi mình xay xong có cái nắp kia này, đây là cái nắp nhá, đây, và khi mình mở ra thì cái này này mình phải vặn cho chặt nhá, và đây nó đang xoay đấy, đây nó xay quý vị nhìn thấy chưa, đó quá tuyệt vời luôn. Với những cái bánh răng như này thì xay gì nhỉ, dưa hấu này, dứa này, thơm này, hay là xoài này, các kiểu mà xay thì nhức nách luôn quý vị ạ. À, đấy, thì một cái sản phẩm này em đang sale với giá chỉ có là 140.000 nhá, 140.000 thôi một cái như này. Cái máy xay mini, máy xay sinh tố mini bằng pin nhá. Rồi, đấy là cái dòng sản phẩm, những cái mẫu sản phẩm mà cho quý bà con của bác mình có nhu cầu sử dụng về mùa hè này, ngon này. Và đây là cái máy xắt vắt cam mà xài bằng điện đấy, 1 kg cam 10.000 thì mua về dài gì mà mua về mà vắt cho cả nhà cùng uống nhá. Đấy, găm điện vào thì khi mình găm điện vào, và đây đây là một cái này mình tặng kèm thôi, hai một máy hai cái, còn cái này là nó đi theo máy như này. Khi nào mình ấy thì mình ấn vào đây đấy, mình ấn cái vào cam vào đây, mình cho vào như này, mình ấn xuống thì nó máy sẽ hoạt động cho em nhé, máy sẽ chạy. Và đây nó vắt ra mình tẻ luôn nha. Đấy, với sản phẩm này em đang sale với giá chỉ có 190.000 nha, 190.000 cho em với cái dòng sản phẩm vắt cam đấy, vắt cam mà xài bằng điện nhé, điện 220. Và ngày hôm nay một cái mẫu sản phẩm, một cái mẫu sản phẩm mày nói là siêu VIP đấy, một em đang đứng, em xin em đứng một mình vẫn xin nhé. Đây, đây là một cái giải pháp cho các bác muốn xay ngũ cốc này, xay sinh tố này, xay ngũ cốc. Đây là cái dòng máy xay khô, xay tiêu, nói chung là xay những cái vật khô nhá, xay ngũ cốc, nói chung là đại khái là như vậy. Về những cái dòng như vậy, đây đây là cái hình tượng trưng của nó, mình muốn xay gì mình xay ở đây nhá. Ok chưa? Thì xay ớt, xay tiêu, xay tỏi thì không, những xay vật khô nhá, thì mình cho vào đây mình để nắp lại nhá, phải nhớ là để những nắp lại, để nắp lại như này, và nhấn cái nút này, nhấn nút này là nút công tắc thì nó sẽ xoay, sẽ chạy cho mình. Trong này mình sẽ nhìn nhìn thấy này. Ok chưa? Bằng cái thố chuẩn inox
quá xịn sò như này, quá xịn sò luôn. Thì một cái sản phẩm này em đang sale cực kỳ rẻ quý vị ơi, 127.000. Đấy, 127.000 quý vị nghe không nhầm nhá. Một sản phẩm xịn sò như này là sale mà 227.000 thì quá tuyệt vời rồi nhá. Đấy, nhất nhanh mà về mà dùng cho sướng quý vị nhá. Rồi, tiếp theo đấy là cái dòng sản phẩm máy xay thịt. Đấy, xay thịt, bây giờ chuyển qua dòng xay thịt đấy nha. Một cái motor nằm trong này và trong này là một cái bánh răng. Đấy, đẩy vào cho đây. Khi mà mình nhấn nút xay, hai nút nha, có thể nhúc. Và một cái thố này nó đừng là tối thiểu của nó là tối đa là 2 lít cho em. Tối đa 2 lít cho em nha. Rồi, ok chưa? 170.000. 170.000. Còn anh này này. Anh này là xay sân tổ xà hàng Osaka, hàng xịn sò. Nhưng mà em đang sale với toàn cho toàn thể quý vị mình xài này. 150.000 nhá, 150.000 hàng Osaka. Đấy. Con này cũng có thể xay thịt nhưng mà xay thịt mềm cho em nhá. Rồi, hai cái nồi ấm siêu tốc. Hai cái nồi ấm siêu tốc cho em này, hai cái nồi ấm siêu tốc. Đây là con này là của Hàn Quốc, hàng Korea, bằng thủy tinh, có đèn led đấy, những cái mắt này là những đèn led quanh như này, màu xanh. Dung tích là 2 lít. Với giá 160.000, còn em này là hàng của Thái Lan. Hàng Thái Lan này thì bên em đang sale với giá chỉ có là 120.000 thôi, 120.000 nhá. 120.000 với cái em này. Rồi, tiếp tục. Ngày hôm nay em về tiếp một số cái dòng sản phẩm mới cho bà con của bác mình có nhu cầu sử dụng để nó này. Đây là một cái sản phẩm cao cấp. Đấy, một cái sản phẩm cao cấp cho quý vị mình này. Đây. Đây là một em đèn đôi đầu. Hàng Nhật xịn sò. Phải nói là hàng Nhật xịn sò cho em đây nhá. Không chất không lấy tiền. Không chất không lấy tiền cho em nhá. Không chất không lấy tiền. Quý vị ơi, hàng là cao cấp xịn sò cho em rồi nhá. Thì cái mẫu sản phẩm này này, đây là ba bóng đèn cho em. Ba bóng đèn và pin của nó là sử dụng như pin này, pin của nó đây nhá. Pin của nó đang này. Pin này là pin có thể sạc được và pin có thể tái sử dụng quý vị nhá. Thì cái một cái máy như này mà hai quả pin theo kèm đây. Đây là cái bộ đựng pin của nó. Đây là hộp đựng pin của nó nhá. Hai quả pin theo kèm để em bật cho các bác quý khách và con xem này. Đấy, một bóng này, hai bóng, ba bóng này, sáng cực kỳ là sáng luôn. Và đèn ở đây, đèn báo hiệu ở đây và sạc ở đây. Đấy, có cái đầu sạc ở đây. Có dây sạc theo kèm luôn. Đây là có dây sạc theo kèm, ổ sạc theo kèm luôn nha. Găm vào mà sạc. Xài thì hai cái này mình có thể xài sử dụng đến là trên 8 tiếng đồng hồ cho em hai quả pin. Đấy, cái này có thể xài trên 8 tiếng đồng hồ cho em nhé. Đấy, với là cái ba bóng đèn này. Ok chưa? Mình có thể đi maximum cho em luôn. Đấy, ok chưa nhá. Và nó có ba chế độ này. Đấy, đèn một bóng, hai bóng này. Đấy, một bóng thì nó có thể xài 8 tiếng đồng hồ và ba bóng thì nó ít hơn nhá. Quý vị nhá, tùy theo mình mức đồng sử dụng là nhiều hay ít nữa nhá. Đừng có nói là rồi khi nó ui sao không sử dụng đến 8 tiếng. Đấy chưa? Hàng cao cấp cho em. 100. Con này là 140.000, 140.000 nhá, cái sản phẩm này 140.000. Đây là một cái màu đèn đôi đầu hàng cao cấp cho em. Rồi, quý vị nào mà muốn mua mà mua về mình sạc. Mua về để sạc luôn, đấy vừa có cụ sạc theo kèm. Mà nếu không ấy muốn nhanh hơn thì mình mua về cái xe này mình sạc cho em. Đấy, cái bộ sạc này sạc hai quả pin. Nó vừa để vừa tròn hai quả pin này luôn. Đấy, mình sạc cắm vào điện 220. Thì một cái đĩa sạc như này nữa là 45.000 nhá, một cái đĩa sạc là 45.000 cho em. Ok chưa? Đấy. Để sạc 45.000. Còn anh nào mà đây, một cái đèn cầm tay đa chức năng, một cái đèn cầm tay đa chức năng, thấy chưa? Một cái đèn đa năng này. Đây là người ta nhìn thấy không phải là một cái đèn pin nữa, không nghĩ để đó là một cái đèn pin. Nhưng thực sự nó là một cái đèn pin quý vị ơi. Nó rất chi là đa chức năng, thấy chưa? Có thể tăng giảm cái độ ánh sáng của mình. Đấy, như này, thấy chưa? Có thể tục qua tục ra như này, có thể tăng độ sáng như này. Đèn nó rất chi là xịn sò. Và nó có nhiều chế độ như này, trao trong này nhá, thấy chưa? Đấy, kéo như này. Và đây, đây là cái này là cái một cái công cụ mình để trong xe ô tô á, nhiều lúc có sự cố để gõ kính nhá. Để gõ kính đấy, mình bấm nó lên để gõ cái kính này. Để thoát hiểm. Và đây là cái trong này là một cái dây, một cái dao.
để gì khi sự cố mình có thể cắt dây an toàn hay là rọc giấy gì đấy, cái dao để cắt dây an toàn đó quý vị ạ. Nó thiết kế ra là như vậy, và có đèn bên hông nữa luôn, nó có đầy đủ như này. Thì cái sản phẩm này em đang sale với giá chỉ có là 135.000 nhé, 135.000 một cây. Ok chưa? Quý vị nào có nhu cầu nhất thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp đến là cái vòi hoa sen tăng áp, một cái vòi hoa sen tăng áp. Đây là cái vòi hoa sen tăng áp này. Và đây là những cái vật dụng để mình lọc, lọc chua, lọc phèn như vậy. Trong này là nó có những cái thuốc để lọc chua, lọc phèn gì đấy. Và đây cái vòi tăng áp cho em, cực kỳ là ngon luôn. 60.000, đấy, chỉ có 60.000 một cái thôi. Ok chưa? 60.000. Còn anh nào mà muốn đèn pin ấy, mà đèn pin to và bự và hai đầu thì đây, đèn pin to bự hai đầu thì nó có không phải hai đầu nữa mà nó có tầng ba đầu cơ. Đấy, ba đầu đấy, ở giữa này, ở giữa có này, em bật cho quý vị cùng xem này nhá. Đấy, một đầu này, hai đầu này. Rồi đây, đầu nào cũng có hết, đèn cực kỳ là đẹp. Với cái dòng sản phẩm này thì em đang bán với 330.000 nhá, 330.000. Đấy, quý vị nhanh tay nhanh chân thì nhất cho em nha. Rồi, tiếp theo em lên một số đồ đây lên cho quý vị bán ấy, quý vị cái này này rất kỳ là hay luôn, cực kỳ hay luôn, em đi số lượng cực kỳ là nhiều quý vị ạ. Đây là cái màu keo dạng hai mặt trong suốt cho em nhé. Keo dạng hai mặt trong suốt, dạng ở bề mặt cái nào cũng nó vẫn ok hết nhá, đánh đu được hay, dạng cực là cần luôn, vào gạch men thì bao đánh đu luôn nhá. 25.000 một cuộn cho em, 25.000 một cuộn. Còn anh này á, là keo dạng đa năng, keo dạng đa năng đấy, một tiệp này là 60g, 25.000 một lò cho em đấy, 25.000 một lò. Còn anh nào đi làm công sở mà giày hay bận ấy thì đây là cái chai tỳ đánh giày cho em. Đây là cái này thì mình đánh này nha, và mình nặng ra mình đánh luôn. 15.000 một lò cho em này, 15.000 một lò nhá. Rồi, tiếp theo là cái đèn pin mini hàng Nhật cho em này, 55.000 một cây nhá, 55.000 một cây đấy, 55.000. quý vị nào có nhu cầu thì alo. Còn anh nào muốn đèn đồi đầu ấy, mà đèn bé 5 bóng thì có 70.000 thôi đấy. Con này thì nó giá tầm trung thôi nhá, dây của nó là dây như này đấy, dây này, dây nhỏ hơn đấy, nó không pro như cây này đâu, nó không pro như cây này quý vị nhá. Cây này nó đẳng cấp, nó pro hơn. Rồi, quý vị có nhu cầu nào thì nhanh tay nhanh chân cho em nhá. Rồi, em lên cho toàn thể cho mình một cái mà mình hay gạt nhất là anh tí anh vào nhà anh hay quỷ hay phá, thì đây là một cái bẫy chuột thông minh ấy. Một đây là một cái dòng bẫy chuột thông minh cho em này nhá, bẫy chuột thông minh với giá chỉ có 15.000 một cái cho em ấy, 15.000 một cái nhá, bẫy chuột thông minh. Ok chưa? Kính hàng điện tử là 150.000 nhá, 150.000 cho em, 150.000 kính hàng điện tử. Ok chưa? Mua kính hàng xong thì mua máy hàng này. Máy hàng thì đây là cái màu hàng mà bên em đi số lượng rất là nhiều. Em đang sale với giá chỉ có là 640.000, 640.000 nhá. Quý vị nhá. Bảo hành 12 tháng này, chuyên 2.6 và chấm tỉa 3.2 cho em cả ngày. Bảo hành 12 tháng MMA, hàng Thái Lan nhá, hàng Thái Lan. Còn anh này, hàng còn anh này là anh mini 1.130.000 đấy. Con này là nhớ 1.130.000 nhá, cái con này cho em. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là em lên có những cái mẫu massage này. Đây là cái mẫu massage chân đấy, mình đấy là hai mẫu mô hình lòng bàn chân như này là mình cho lên đấy, là mình cho bàn chân vào là nó tự tăng lên này. Đấy, còn đây là với giá chỉ có là 80.000 nhá, 80.000 cho em. Còn anh này là 220 cho em. Đấy, sống đấm lưng cực kỳ là ok luôn. Đấy, cái mẫu này thì khách hàng xài rất chi là nhiều và rất chi là ân chuồng nó. Rồi, đây là gối massage này thì mẫu gối massage này quý vị ơi, đây mẫu gối massage rất chi là ok con tê tê luôn nhá, mẫu gối massage rất chi là ngon. Này, có hai đèn hai bên, và đây là găm điền luôn, găm điền trực tiếp xài qua adapter. Còn anh nào đi ô tô thì có cái dây này thì găm vào. 180.000 nhá, 180.000.
Rồi chuyển qua những cái đồ dao kéo cho em này, dao kéo này. Đấy, thì quý vị thấy chưa, đây lên một cái bộ dao này. Bộ dao này là ngày hôm nay em đi nói chung là nó rơi vào tầm trăm nhé, nói chung là trăm ấy, trăm bộ như này. Một bộ dao nhật xịn sò như này gồm có bốn cây, bốn cái dao nhé, bốn cái dao nhật xịn sò như này, và tặng kèm thêm một cái kéo, nó có tặng kèm thêm một cái kéo trong này, một kéo và một cái bào rau củ quả ở đằng sau nhá. 110.000 cho em, 110.000 với cái bộ sản phẩm này, bộ dao này, xịn sò này, quý vị nhìn thấy chưa, cao cấp, hàng Japan đấy. Còn anh nào muốn cao hơn chút xíu nữa thì đây, đây là cái bộ 170.000, 170.000 có cái giá đựng luôn nhá, có cái giá luôn, ok chưa. Dao nhíp này 27.000 một cây. Còn dao thái, anh nào mà mua dao thái không là 60.000 một cây. Đũa, đấy, mua dao mua thái rồi về nấu xong rồi ăn, có đũa gấp 30.000 một bó nhá, 30.000 một bó 10 đôi. Kéo này, kéo đa năng game 95.000, kéo đa năng là 95.000. Còn kéo bình thường thì kéo bình thường đây, đây là hai mẫu khác nhau quý vị nhá. Quý vị nhìn kỳ chưa? Đây là cái kéo đa năng có chạy được bảy cá, còn cái này là không, bình thường chỉ có là 45.000 thôi, 45.000 một cái. Còn kéo cắt mà kéo cắt gà của Đức này, kéo cắt gà của Đức này thì 180.000 một cái cho em, 180.000 một cái cho em này. Còn anh nào mà muốn kéo mà cắt gà của Nhật như này thì 130.000 nhá, 130.000 đấy. Rồi mua dao mua kéo rồi thì mua mài dao này, mài dao ba ke 45.000, mài dao ba ke của Nhật nhá, hàng của Nhật cho em thấy chưa, 45.000 cho em một cái, đá mài của Nhật 60.000 một cái cho em, trời, đá mài của Nhật 60.000 nhá. Rồi cà lê thì em có nha, hai cái mẫu, ba cái mẫu cà lê này. Đấy, cà lê đa năng, thứ nhất là hai cây cà lê đa năng, đây đây là đây đây là hai cây cà lê đa năng, nó nằm trong cái vị như này, 80.000 thôi. Đấy, hai mẫu cà lê đa năng 80.000. còn đây là cái bộ cà lê ZT 8-24 gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cây từ 8-24 với giá chỉ có 220.000. 220.000. Hôm nay em sale đại giá về cái dòng sản phẩm này, quý vị nhanh tay nhá. Rồi, tiếp theo đấy là cái bộ khóa tự động hàng cao cấp. Đây là cái cần tự động có thể mở xuôi mở ngược cũng được nhá. Đấy, nó nằm trong cái vị này, 380.000. Đấy, 380.000. Đấy, xong rồi muốn nữa thì đây, những cái đầu khẩu chi tiết nhỏ. Những màu này là màu nhỏ cho em nhá. Những này màu này là màu nhỏ cho em này. Đây là cái màu 46 món chi tiết này. 46 món chi tiết nhá. Đấy, 1/4. 130.000 nhá, 130.000 cho em. Còn anh nào đó muốn khẩu, khẩu vừa thì đây. Khẩu từ 8-24, khẩu dài nhá, dài 8 phân. 180 này, còn anh này là 380 này. Đấy, 380 cho em từ 8-32 nhá. Từ 8-32. Đấy, bao ngon luôn, bao xịn sò luôn nhá. Rồi, kìm bấm. Kìm bấm này thì kìm bấm rẻ cho em này. Kìm bấm rẻ là đây, là 60.000. Còn anh này chất lượng hơn chút xíu. Đấy, Crossman. 100, hàng này hàng của Mỹ nhá, hàng này hàng của Mỹ 100. Còn anh nào muốn hàng Kaboshi của Nhật thì đây, Kaboshi của Nhật là 120 cho em nhá. Mỏ lết răng. Mỏ lết răng này thì 120.000 một cái, mỏ lết bình thường. Mỏ lết thường thì có 70.000 thôi nhá. Quý vị nhá. Kho nhiệt này, à kho này là cái mỏ hàng chì. Hàng chì thì có giá 60.000, đấy, hàng chì 60.000 một cái cho em. Rồi, tiếp theo lại là những cái màu tô vít này. Tô vít thì bên em có cái màu tô vít này này, đây là tô vít đóng, tô vít đóng nha, tô vít đóng hai đầu thì chỉ có 25.000 thôi. Tô vít đây là tô vít đóng hai đầu, đây đây là hai cây, một cây hai cây nha, nhưng mà cái cây này mình có thể đầu trợ đầu được, ba ke được này, và đẹp được cho em này. Đấy, tô vít trợ đầu cho em nhé, tô vít đóng luôn, đóng được luôn nhá, 25.000 một cây. Còn anh nào muốn xin sò thì đây, xin sò thì hàng chơi hàng Ueta này hoặc hàng Kaboshi. Đấy, 6 ly như này. Ke có bẹp có 30.000 một cây cho em, 30.000 một cây cho em nhá. Rồi mỏ lết răng, à mỏ lết bậc kim một quà 140.000. Đấy, 140.000 cho em này. Đây là bộ lọc giặt, bộ lọc giặt bông.
hàng cao cấp cho em 105.000 nhé, 105.000 đấy, đồng giá hai cây cho em. Và hai cây này là hai cây, đây là hai cây thường, hai cây bình thường nha em, đấy hai cây bình thường nha em này nhá. Đấy, đấy đang sale này nhá, 50.000 một bộ cho em, 50.000 một bộ này, sao có bông có. Ok chưa? Ok chưa? Em lúc này là báo giá nhầm cái can hai cái này anh em nhá. Đây, cái này là 150.000 một bộ cơ, 150.000 một bộ nhá. Lưu ý nhá, 150.000 một bộ. Đây là hàng cao cấp cho em, bộ lục giác. Rồi. Còn rồi tiếp theo là khóa. Khóa UETA, này khóa UETA, khóa chống cắt 40.000. Kéo cắt cành, kéo các cành cao cấp 100.000 một cái này, và cái này thì nó bình thường hơn. Bình thường hơn thì nó chỉ có là 80.000, và bình thường hơn nữa thì có 65.000 nhá. Ok chưa? Rồi. Khóa dây này, khóa dây thì có 55.000 một sợi nhá. Khóa dây này thì 55.000 một sợi cho em này. Đấy, anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Rất chi là nhiều cái màu sản phẩm. Tô vít đóng này, đấy, cái tô màu tô vít đóng này, đây là tô vít đóng từ đồng nha em, tô vít đóng từ đồng với giá chỉ có là 250.000 nhá, 250.000 nha em, ok chưa? Rất và rất nhiều, còn rất nhiều cái màu sản phẩm nữa quý vị ơi, nhưng mà bây giờ em sẽ lướt qua một vòng cho toàn thể quý vị mình xem nhá. Rồi, anh nào mà nhà có máy có pin rồi ấy thì em đang sell cái thân này nha, 370.000 một thân này. Thân máy mài. Đấy, thân máy mài pin này. Thân máy mài pin hay là máy mài pin Hitachi hay là đi quá chị, anh nào cũng thích cái nào thì lấy cái đó. Chỉ có 370.000 thôi. Đấy, còn đây là bộ lam xích gắn máy mài. Lam xích máy mài thì nó đầy đủ như này rồi, bộ lam xích máy mài thì nó đầy đủ như này rồi. Thì nó 150.000 nhá, 150.000. Khoang pin. Đấy, khoang pin Makita. Khoang pin Makita này, hàng này hàng số 1, hàng loại 1 luôn, xịn sò. 950.000 nhá. Và em này cũng vậy. 950.000 đấy, đang sale cho quý vị nhá. Rồi, con vít cập 150.000 về mà đi sửa chữa này, bằng vít này, các kiểu con là điều cho em này nhá. Về mà đấy, có đạo chiều luôn, có đạo chiều luôn. Có gập được, có thẳng được cho em nhá. Với giá chỉ 150.000, khung sơn điền 490.000 cho em, khung sơn điện 490.000. Bộ làm móng tay, đấy, bộ làm móng tay đầy đủ như này mà có giá chỉ bao nhiêu quý vị biết không? 70.000. Quá rẻ. Thì em sell với cái giá như này rồi mà quý vị nào mà mua mà không mua được thì thôi em bỏ giò đang bục luôn quý vị ạ. 70.000, đấy, quá rẻ, quá ngon nhá. Rồi, tiếp theo là cái màu khoang. Đấy, có cái màu khoang này này, em có cái màu khoang 13 ly bot này, đang sell với giá kịch sàng luôn, 350.000, đang sell giá kịch sàng 350.000. Còn em này muốn xịn sò hơn là 550.000, 550.000 nhá. Bơm xăng, bơm dầu, bơm các loại bơm này, bơm bể cá này 35.000, đánh bóng này 370.000, đánh bóng ô tô 370.000 nhá. Và đây là một cái sản phẩm mà quý anh chị bà con cô bác mua dùng đồ nghề rồi ấy, thì bây giờ mua cái này cho em này, cái thùng đồ nghề nha, cái thùng đồ nghề mà em là không nói điều với quý vị nhá, cái chân em nó hơi mà em đứng lên luôn này, em đứng lên luôn hai chân luôn cho quý vị xem này, thấy chưa, nó không bị làm sao luôn đấy, nó không bị làm sao luôn, quá đẳng cấp, quá, cái nhựa, chất nhựa này nó cực kỳ là dẻo và cực là ngon. Em thì không nhiều cả, có 70 kg mà, nhưng mà đứng lên đây thì quá tuyệt vời chưa, hai quý vị nhìn thấy chưa, không bao giờ bị móp méo như này. Ok, ngon lành cành đào chưa? Thì em đang sell cái mẫu sản phẩm này nhá. Hôm qua là em có lên mà em báo giá nhầm. Hôm qua có phê cho nên báo giá nhầm nhá. Hôm mà đấy, và hôm nay em béo báo giá lại là cái mẫu sản phẩm này em đang bán với giá chỉ có là 260.000 nhá. 260.000 chứ không phải 160.000 quý vị nhá. Đấy, hôm qua là em sorry nhá. 260.000 cho em. Đấy, hộp thùng đựng rất kia bự to 20 in, đựng thoải mái đấy. Cái đây là viên gạch, là viên gạch 50, nhưng mà nó là gần hết một viên gạch là 45-50 gì đây, to quá. Đấy, ok chưa? Rồi, tiếp theo là quý vị mình nhá, tiếp theo là những cái đồ chơi
Đấy, tiếp theo là những cái có những cái đồ chơi cho quý vị. Đây cái một cái kho ga thì có 40.000 thôi. Cái kho ga 40.000 cho em này, lắp vào bằng ga mini. Một cái bơm nhớt này 40.000 cho em này. Cào râu. Cào râu hàng pin nhé, cào râu pin hàng cao cấp. Nhandu. 110.000 cho em, 110.000 cho em nhá. Đấy, lưỡi cắt gỗ Makita, lưỡi cắt gỗ Makita hàng VIP xịn sò. 80.000 một lưỡi cho em, 80.000 một cái cho em nhá. Rồi. Ok. Rồi bây giờ em chuyển qua những cái thứ vật dụng mà mùa hè đến rồi thì mình cần mua về cho mình sử dụng này, mua về cho người thân mình sử dụng này. Hay cho con cái, đặc biệt là những con cái đi học này hay là đi làm văn phòng gì đấy. Đây, đây là cái giải pháp cho những mùa hè. Đây là cái quạt nhá, cái quạt này là quạt quàng cổ. Thì hai cái đường này là hai cái đường gió nó ra. Hai đường gió nó ra vào đây. Gió đây cùng gió mình đeo xuống là nó cứ thong thong quàng nó ngực ấy. Và cái này nó bay, nó bay lên nó tầm lên lỗ tai mình ấy là nó mát khu vực này. Là hai cái gió này. Thì một cái quạt đeo cổ này em đang sale với giá chỉ có 100.000 một cái nhá, 100.000 một cái cho em. Đấy. Còn anh nào ấy mà muốn xài cho con nó bỏ trong cặp cho nó đi học thì đây. Đấy, về đến ở lớp thì nó để nó cái ghế nó có cái chân này, nó đứng này. Như này. Nó bật. Thì nói chung là quá ngon luôn, quá đỉnh rồi. Với giá chỉ có là cái này với giá chỉ có 100.000 nhá, 100.000 thôi. Đấy, còn anh nào mà muốn ngon hơn này, muốn cao cấp hơn có đèn luôn. Khi mình cấp điện thì đây cái này nó lùng nó lớn hơn, đường kính nó lớn hơn và nó mát hơn, pin nó khỏe hơn. Thì cái này 160.000 cái siêu mẫu sản phẩm này nhá. Vừa pin vừa quạt đây, vừa pin vừa quạt cho em nhá. Quạt này. Và đây là pin đèn này nhá. Đấy, hai chế độ đèn. Hai chế độ đèn sáng cho em, đó ok chưa? Và cùng hai chế độ ngắt quạt cho em, 160.000 cho em. Đấy. Nồi niêu xoong chảo rất chi là nhiều quý vị ơi. Và một cái anh này là anh cao cấp cho em này. Anh này được gọi là anh cao cấp này, và nó có thể xài được pin và có thể xài được pin và có thể xài được điện nha em. Đây là cái màu quạt đa năng Kinbro cho em. Đây là cái quả pin của máy khoan pin nha. Anh nào ở chân pin phổ thông ấy thì đây, và đây là cái bộ trình nạp của nó. Mình có thể găm cái adapter vào đây nha, mình găm điện 220 mình sử dụng, và cái cùng cái đó khi mình mua có quả pin này mình có thể sạc quả pin này luôn mình sử dụng nha, khi cấp điện là ok chưa. Thì một bộ như này có anh nào mua không pin thì em bán không pin, không pin với giá chỉ có là 820.000. 820.000 là một cái thân không, còn anh nào mua thêm pin là 950.000. đấy, có ưu đãi hơn chút xíu là mua thêm pin 950.000. đấy là mua combo nguyên bộ như này, ok chưa. Rồi tiếp theo đấy là một cái quạt lồng bé bé này, xài điện 220, xài điện 220 nhỏ xinh như này, 120.000 một cái nhé, 120.000 một cái cho em, ok chưa. Rồi tiếp theo đấy là những cái nồi cơm, anh nào mà có nhu cầu về nồi cơm ấy, một người ăn hai người ăn thì đây là cái nồi cơm Cuckoo hàng Hàn Quốc, hàng Hàn Quốc cho em này. Đấy, đó là như này, cái nồi nó rất chi là xinh này, nồi rất chi là dày và chắc chắn xịn sò. 380.000 nhá, 380.000. Còn anh nào ấy mà muốn xài 5-6 người ăn thì đây, thì xài cái nồi 1.8 này, to bự chà bá luôn, hàng Korea, đấy, hàng cao cấp cho em, hàng Cuckoo, với giá chỉ có là 550.000, 550.000 cho em nhá. Rồi mùa hè đến rồi mà nóng được thì mình hay uống trái cây, hay uống sinh tố này, thì đây, đây là cái nhà màu xay công nghiệp đa năng. 620.000, đấy, mẫu này 620.000. Còn anh nào muốn ép trái cây, đấy, ép nhanh, ép chậm, ụp cho má thì đây là mẫu ép chậm 800.000 nhá, 800.000 cho em. Đấy, về sử dụng thôi, ngon lắm. Nồi lẩu, đấy, nồi lẩu lớn, nồi lẩu bé này. Nồi lẩu lớn này thì 250.000 và nồi lẩu bé này là 130.000 cho em này. Đây là cái nồi lẩu bé này nhá, dành cho hai người ăn như nồi cơm vậy. Còn anh này là 5 người ăn thì nó là cao hơn nhiều hơn. 250.000 cho em. Nồi áp suất này, nồi áp suất bé này 170 này nhá, nồi áp suất bé 170 này, nồi áp suất mà lớn 8 lít là nó là 195.000, 195.000. Đây, và dành cho, đây là cái sản phẩm dành cho toàn thể quý
quý nhà, quý bậc tiền bối nông dân, hội nông dân Việt Nam. Đây là cái dòng sản phẩm bình phun thuốc trừ sâu hàng Nhật Bản Sendona nha, hàng Nhật Bản Sendona. Thì cái mẫu sản phẩm này thì nói chung là nó một cái bình của nó mà mình mà nạp bình để ắc quy ấy thì có thể xài 15 bình. Đấy, ai mà đi phun hết được 15 bình này chắc có lẽ chân cũng rớt ra ngoài luôn. Có cái cần, đấy có cần. Cần này là cần có thể tăng giảm cho em này. Cần này mình có thể mở ra cái này, mình có thể tăng giảm nhé, đấy nhá. Tăng giảm cho em này. Đấy, tối đa của nó là 1m2. Và những cái vật dụng theo kèm của nó là như này đây. Đấy. Trong này nhá, mọi thứ học khách trong này, em để trong này rồi. Đây. Đây là cái sạc của nó, sạc 12V, sạc bình theo kèm nhá. Và dây phụ kiện theo kèm của nó là em để trong này hết luôn. Dây hay vòi bẹt, để em lấy cái vòi bẹt ra cho quý vị mình xem. Cái bộ vòi bộ bẹt của nó nhá. Đây. Cái bộ vòi bẹt của nó đây rồi, nó nằm trong này. Nó với bẹt bo, bẹt 1, bẹt 2, bẹt 3 gì đấy, ba loại nhá. Van đồ đầy đủ luôn. Đây, trong này cần van đầy đủ trong này. Thì cái mẫu sản phẩm này em đang sale với giá chỉ có là 850.000 nhá, em đang để giá là 850.000. Ship hàng toàn quốc. Riêng cái mẫu này là 850.000, em đã bao ship về toàn quốc rồi nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu quan tâm tới cái mẫu sản phẩm này thì alo cho em này. Ok chưa? Rồi, còn rất nhiều cái dòng sản phẩm nữa, quý vị ơi, còn rất nhiều cái dòng sản phẩm nữa. Đấy. Máy thì em bao la, nhà em không thiếu máy nhá. Quý vị nào có nhu cầu quan tâm này, máy độc này, máy quay sơn, máy thổi bụi, đấy máy thổi bụi nhá. Máy thổi bụi con như này thì nó giá là 250 thôi. Đấy, máy phun sơn, máy độc các kiểu. Anh nào có nhu cầu sản phẩm nào, máy hàng cao cấp, máy nhôm, máy đồ gì cũng có hết. Này. Rồi, vào xem kênh của em thì các bác nào mà có nhu cầu đến dòng sản phẩm nào thì alo cho em nhá. Đấy, còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.